Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho anh em một cái dòng máy khò nhiệt của hãng Tunsen. Đây là cái dòng máy khò chỉnh bằng điện tử mà mình thấy là nó rẻ, rất là rẻ luôn em. Giá chỉ có 867.000 thôi cho cái máy khò chỉnh bằng điện tử như thế này của Tunsen. Nhỏ gọn anh em ha. Đó, trang bị theo gầm máy là những cái phụ kiện kèm theo á, những cái đầu khò trên đây. Anh em ha, bốn cái đầu khò đây nè. Nha. Đó. Bốn cái này. À, ở trên nắp này nó có thêm chúng ta một cái lục giác này, cái hình này nữa nè. Hình này để gắn đầu vô ha, để chúng ta để cái khò lên nữa, chúng ta hoặc là kéo chúng ta làm gì đó. À, này trang bị đủ chúng ta luôn. Thì cái máy khò này có mã là 79792. Giá bên cửa hàng mình bán chỉ có 867.000 thôi. Cái dòng này thiết kế nhỏ gọn, chỉnh bằng điện tử đây anh em ha, chỉnh bằng điện tử. Đó. Thì mình coi cái thông số của nó. Thì chuẩn này nó vẫn đạt được cái chuẩn là TUV anh em, GS và CE. À, đó dòng công nghiệp nha, industrial dòng công nghiệp luôn. Đó, có hộp nhựa anh em á, để chúng ta có thể khò được. Nói chung cái khò nóng các kiểu nè, khò ống nhiệt, khò hơi, khò chúng ta khò ha. 2000W dòng điện 230 hạt, nó có sẽ có thêm bốn cái phụ kiện như thế này. Nghe má, bốn phụ kiện đi theo. 1 2 3. Đó, nó sẽ có bốn cái phụ kiện đi theo. Đúng rồi, cái đầu tròn nữa. Đó. Rồi nó sẽ có cái nhiệt độ từ 550 cho đến 300 ha. 50 độ C. Ở đây nó ghi anh em ở vị trí số 1 á, ở vị trí số 1 thì nó là 50 độ C. Ở vị trí số 2 á là nó là 70 cho đến 600 độ C. Có nghĩa là vị trí số 1 là nó chỉ ra một cái nhiệt độ nhất anh em không chỉnh được. Anh em để vị trí số 1 là anh em sẽ không chỉnh được. Đây. Ví dụ đây có ba số nè, anh em đẩy lên số 1. Số 1 thì nó sẽ mặc định là 50 độ C, anh em sẽ không có chỉnh được trên đây. Khi anh em đẩy sang vị trí số 2 thì anh sẽ chỉnh được cái anh em sẽ chỉnh được nhiệt độ từ 70 cho đến 600 độ C. Anh em chỉnh như đây. Đó, thì khi mà anh em đưa lên tới đây thì cái quạt gió của số 1 số 2 á, nó vẫn là 300 ml phút. Nha, 300 lít trên phút này anh em. Ha. Còn khi mà sang vị trí số 3 đó, anh em gạt lên chỗ đâu này, vị trí số 3 thì nó sẽ ra nhiệt độ từ 70 cho đến 600 độ C, nhưng mà cái tốc độ nó mạnh hơn. Tốc độ nó mạnh hơn là tới 500 lít trên phút nha. Đó. Cái tốc độ anh em về cái nhiệt độ thì nó maximum luôn là 600 độ C, nhưng mà về cái số, về cái lượng gió thổi ra nó mạnh hơn anh em ha. Đó, nó khác nhau ở chỗ đó. Rồi, chỉnh bằng đồng hồ điện tử ha. Rồi, công dụng nó như vậy thôi. Đó. Thì tùy theo anh em muốn khò cái gì tốc độ nhanh chậm thì mình có thể mình khò ha. Đem ra nướng mực nướng khô thì anh em quất số 3 cho mình ha. Này nướng được nha anh em. Anh em nướng mực nướng khô là ngon nha. Đó, nướng được luôn á, không giỡn. Mình nướng rồi mình biết. Này cắm điện nha. Cái dây của hãng Tunsen làm rất là xịn nha anh em. Nhỏ mà nó cứng. Màu nó cứng cáp nha anh em, để cái dây à, từng cái chi tiết mà nhỏ nhặt ha. Rồi về cái ngoại hình thủ ngoại làm gọn. Cái hãng Tunsen này nó sẽ sản xuất theo một cái công nghệ FX là nó thu gọn lại, nó nhỏ mà nó mạnh. À, anh em thấy những cái máy mài của nó máy khoan nó nhỏ mà nó mạnh lắm. À, anh em nào đã có máy mài khoan của Tunsen lúc trước mình review rồi anh em biết. Nó nhỏ mà nó mạnh thì theo công nghệ mới nó giờ. Đó, cao su cầm rất là chắc anh em á. Đó, đẹp. Ngay cắm điện thử nha. Rồi, mình sẽ để vị trí số 1. Số 1 thì nó mặc định là 50 độ C. Anh em không có chỉnh được. Nha. Số 1 là mặc định 50 độ C, không có chỉnh được gì hết. Ok ha, đây. Đó, không chỉnh được. Anh em để vị trí sang số 2. Số 2 thì nó sẽ chỉnh được nhiệt độ là từ 70 độ C, 50 độ C cho đến 70 độ C cho đến 600 độ C. Ha, anh em phải chỉnh lên. 600 độ C là nóng như lắm anh em ha. Đó, chúng ta muốn chỉnh nhiều ta chỉnh. Đó, hoặc là ta giảm xuống. Maximum là 70 độ C anh em á, là vị trí số 2. Số 2 đây. Đó, nó nóng rồi nè. Anh em ơi, rất là nóng luôn. Qua là vị trí số 3. Số 3 lưu lượng gió nó mạnh hơn. Lưu gió mạnh hơn anh em sẽ chỉnh được từ 70 cho đến 600 độ C luôn, mà lượng gió nó mạnh hơn. Lượng gió nó thổi ra mạnh hơn nha anh em, nghĩa là thổi ra xa hơn, mạnh hơn nữa. Thì đó là ba cái chỉnh của nó. Thì nó cũng đơn giản anh em á. Đó, nó sẽ có vị trí như này, cánh quạt ở đây có cái hình này nè. Số 2 thì mình chỉnh lên như ha. Đó, số 3 thì nó nhảy lên luôn. Full. Lên số 3 là full luôn rồi ha. Đó. Rất là nhỏ gọn, rất là hay, giá chỉ có 867.000 thôi. Nha. Khá là rẻ. Thì anh em có thể mua những cái con khò này về anh em khò màng, khò nhiệt ha. Dòng này hãng
Tôi sen bảo hành là 6 tháng nha. Bảo hành 6 tháng cho con máy khò này. Đó. Mình cầm cái dây cũng khá là xịn luôn anh em. Nó có thể dây khò này công suất nó cao, nó làm cái dây nó khác. Anh em ha. Đó. Rồi, ok. Anh em có nhu cầu thì có thể liên hệ số điện thoại mình bên dưới để được mua hàng, hoặc ghé showroom tại địa chỉ 737 Sạc 2, phường Lạc Long Quân, phường 10 Tân Bình, Phố Chí Minh ha, ngay góc đi Xuân Liên anh em. Nhá, đây được mua hàng. Hàng đang có sẵn ở bên showroom ha. Đó, thì anh em có thể ghé mua. Rồi, một nữa. Cảm ơn em nha. Xin chào, hẹn gặp lại.